Tại thành phố Biên Hòa, Trung đoàn 250, Sư đoàn 309, Quân đoàn 4 đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống 22 tháng 11 năm 1968, 22 tháng 11 năm 2023. Tại buổi gặp mặt, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn đã ôn lại truyền thống hào hùng của đơn vị. Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trung đoàn 250 được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, danh hiệu thành đồng, quyết thắng và nhiều huân chương cao quý khác. Thời gian tới, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 250 nguyện kế tục xứng đáng, giữ vững phát huy truyền thống anh hùng và những kinh nghiệm quý báu mà các thế hệ cha anh đã xây dựng. Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.